Thế nhưng, một khi thỏa thuận ngừng bắn chưa được thiết lập, thì Gaza tiếp tục chìm trong khói đạn. Ngày 24 tháng 10, quân đội Israel không kích một trường học tại trại tị nạn Nuseirat, miền trung giải Gaza. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương, trong đó có cả trẻ em. Quân đội Israel cho biết vụ không kích nhằm vào một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas nằm trong khu viên trường học. Trước khi tấn công, quân đội Israel đã thực hiện các nỗ lực nhằm tránh gây hại đến người dân. Các nhân viên y tế ở Gaza cho biết hiện tại đã cạn các nguồn cung vật phẩm y tế, thực phẩm và nhiên liệu. Đến nay, họ vẫn không làm theo các lệnh sơ tán bệnh viện từ phía Israel và cũng không bỏ mặt các bệnh nhân. Cùng ngày, quân đội Israel cho biết đến nay họ đã sơ tán lượng lớn người dân tại các khu vực quanh thành phố Jabalia và bắt giữ hơn 200 người. Cũng vào hôm qua, tại hội nghị nhằm mục đích gây quỹ viện trợ nhân đạo cho Liban, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell thông báo EU sẽ cấp cho quân đội Liban 20 triệu euro trong năm nay và 40 triệu euro vào năm tới.